chào quý vị và các bạn. Sau đây mình review cách ra khơi. Xin bác cho hỏi là cảm giác một lần bác ra khơi như thế nào? Bác ra khơi như thế nào? Nước lên, nước xuống là mùa có cá chứ nước Nam không có cá đâu. À, ra khơi là cái là nếu như đi xa là cái chạy cái khoảng là 12 lý. Dạ. Mà có đi gần thì có 27 lý, có đi về mùa này là mùa 3 là làm về mùa đêm thôi. Dạ. Khoảng 5 giờ tối đi là khoảng 10 giờ thì cả đến mới sáng 6 giờ sáng cái con cả ngay là được trong cũng có. Dạ. À, mà làm gần bờ thì coi là ít thôi chứ mình làm sao bờ thì coi phải đi xa đi khơi rồi mới chậm nhỏ. Chạy bờ chậm vô đang là mới để bao mới chậm bắt. Dạ. Rồi cảm ơn bác. Chúc bác. Nhiều à? Dạ. Là coi cờ qua bãi bắt nhiều bữa vậy thì 500-700 cũng vô thôi. Mà bác là còn vô không đi đâu. Dạ. Là cảm ơn bác. Vô thì có mà coi là chuẩn bị nhỏ rồi còn thứ là cái thực án thì cũng được. Rồi, chào bác. Mua đi mua.
một lần mùa đi mùa hai. Bác cho hỏi là một lần mà vượt qua các con sóng này để mình ra ngoài biển khơi bao la là bác có cảm giác và kỹ thuật như bác? Là đi mùa là mùa hai là cái biển là cái là cũng có sóng là êm. Mùa này là mùa hai là êm cho nên cuối cùng là về mùa đông nên thì có cảm giác là phải lừa là lừa hai ba chương thì có khi phải chìm nữa. Phải đổi bố là phải hư gai mãi nhưng mùa đi là phải làm sao được bắt đầu đủ mãi chạy thôi. Nó đúng mãi là bảo trước rồi bảo là sóng cao thấp bao nhiêu là bên biển cái đó chứ đây là mình phải thân này cái thiên nhiên là bên bảo trước bảo được hai một tiếng hô là bên mình diễn ra thì diễn là cỏ nam khơi lồng là khỏi là bây giờ là đi đây là khỏi đi biển bảo đấy chỗ có còn cỏ chỗ muốn còn cỏ là bên diễn ra. Thôi cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe và bác mạnh khỏe ra khơi mỗi ngày ạ. Chào xin cảm ơn bác. Đây là chân vịt các bạn ơi. Đây là chân vịt của một con thuyền.